Xin chào các khách hàng thân thiết của hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Chúng ta đang bước sang một trạng thái bình thường mới sống chung với Covid-19. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những tâm sự, những băn khoăn chia sẻ của chị em phụ nữ về những khó khăn mà họ gặp phải trong thời kỳ Covid-19. Và đa phần trong số đó là từ những người mẹ, những người vợ, những người phụ nữ trong gia đình. Có lẽ cũng là một điều dễ hiểu bởi vì họ là người nắm giữ chìa khóa cho sự bình an, cho sức khỏe của cả một gia đình. Và nhằm đáp ứng nhu cầu cũng là giải tỏa những băn khoăn của chị em phụ nữ, chúng tôi đã mang tới một chuỗi sự kiện, chuỗi tọa đàm để giải đáp cũng như là cung cấp thêm một vài những kỹ năng, kiến thức để chúng ta sống với Covid-19 một cách an toàn nhất. Và hiện tại thì chuỗi tọa đàm của chúng ta đã bước sang buổi tọa đàm cuối cùng, buổi tọa đàm thứ 3, và hai chủ đề được quý khách hàng rất là quan tâm trong hai buổi tọa đàm vừa rồi. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về Covid-19 và những điều phụ nữ cần nắm lòng trong trạng thái bình thường mới. Chủ đề thứ hai là phụ nữ mang thai và cách tự bảo vệ không phải ai cũng biết. Nếu quý khách hàng nào có lỡ bỏ qua hai chủ đề này của chúng tôi thì hãy ghé fanpage của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung để theo dõi lại ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề mà ban tổ chức chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư, rất nhiều thắc mắc, lo lắng và cả những tâm sự nữa. Đó là chủ đề mẹ an toàn, con khỏe mạnh, thời đại bình thường mới. Và buổi tọa đàm cuối cùng trong chuỗi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay thì vẫn nhận được sự hân hạnh khi có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế và cũng là người đã xây dựng nên quy trình dịch tễ phòng chống Covid-19 tại hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung ạ. Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ ạ. Và ngay bây giờ thì Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể gửi lời chào tới tất cả các quý khách hàng đang theo dõi livestream trên hệ thống của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung được không ạ? Trước tiên thì rất là cảm ơn các khách hàng của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung đã tìm hiểu thì để quan tâm tới cái phòng bệnh cho bản thân mình. Nhưng mà tôi cho rằng đấy cũng là cái việc mà phòng bệnh cho cộng đồng. Bởi vì rằng là trong các cái hoạt động thì một trong những cái hoạt động mà làm đẹp cũng là rất là cần thiết cho mọi người và cho đặc biệt là cho các chị em trong cái thời đại ngày nay. Tôi cũng rất là chia sẻ trong cái thời gian qua thì chúng ta sống trong cái lúc mà đợt dịch thứ tư mà nhiều các cái cơ sở làm đẹp, cơ sở thẩm mỹ, trong đó có cơ sở Thẩm mỹ viện Ngọc Dung tạm thời phải ngừng hoạt động. Thì đấy là những cái mà chung trong cái tình trạng của chúng ta hiện nay. Nhưng ý, trong thời gian tới, các bạn biết là chúng ta đã thay đổi cái quan điểm là chúng ta thực hiện cái trạng thái bình thường mới, thực hiện cái quan điểm là không zero COVID. Nghĩa là chúng ta chấp nhận có thể có Covid-19 trong cộng đồng. Nhưng mà làm sao ấy là cái người nhiễm Covid-19 nó không nặng, không nhập viện. Người ta có thể ốm đấy, nhưng mà người ta không bị đi viện và người ta không bị tử vong. Và tôi cũng nghĩ rằng trong các cái hoạt động sẽ được nới lỏng, sẽ được mở rộng, trong đó có những cái hoạt động làm đẹp, hoạt động thẩm mỹ, và đấy là cái đòi hỏi nhu cầu tất yếu của con người, mà đặc biệt là đối với phụ nữ. Và tôi cũng mong rằng các bạn cái nhu cầu thì chính đáng, nhưng việc làm đẹp đi đôi với việc mà phòng bệnh. Chúng ta không vì dịch bệnh mà chúng ta không làm đẹp, nhưng mà chúng ta đi thẩm mỹ, đi làm đẹp thì cũng phòng bệnh cho mình và cũng là phòng bệnh của cộng đồng. Và tất nhiên rằng là cơ sở thẩm mỹ viện phải thực hiện tốt những cái quy định phòng chống dịch một cách khoa học và theo đúng những cái quy định của cơ quan chức năng. Vâng ạ,
Cũng như một quan điểm mà Phó Giáo sư Tiến sĩ luôn nhắc lại trong các buổi tọa đàm trước, đó là khỏe thì mới đẹp được, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, đó cũng chính là một lời nhắc nhở cũng như là chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu về để cho chị em đỡ lo lắng trong dịch bệnh Covid-19. Và chuỗi tọa đàm thì được Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung tổ chức nằm trong chuỗi chiến dịch Ngọc Dung bật xanh, sống tích cực, vượt nỗi lo, nhằm giúp cho các chị em phụ nữ sẽ có thêm những lá chắn an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh và tái thiết cuộc sống mới, an toàn hơn, chủ động hơn, hiểu biết rõ ràng hơn. Và hy vọng là Thẩm mỹ viện Ngọc Dung sẽ trở thành một người bạn đồng hành để giúp chị em phụ nữ có thể chia sẻ và giải tỏa bớt đi lo âu ạ. Và ngay bây giờ thì để mở đầu cho chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể chia sẻ một vài thông tin cơ bản để giúp cho bạn đọc có thể hiểu hơn về trạng thái bình thường mới. Có một câu hỏi rằng là bước vào trạng thái bình thường mới thì nhiều nhóm ngành nghề bắt đầu hoạt động trở lại bình thường, và điều đó thì sẽ không khiến không ít chị em chăn trở, đó là sau khi mà họ làm việc ở bên ngoài và trở về nhà, họ vẫn giữ được an toàn cho người thân của mình. Và bác có thể đề xuất một vài những phương pháp để phòng vệ an toàn được không ạ? Chúng ta thực hiện cái quan điểm là sống chung với Covid-19, hay còn có cái khái niệm rằng là trong cái thực hiện bình thường mới nó phải khác bình thường cũ, hoặc là một cái khái niệm là không zero Covid. Nhưng mà tất nhiên cũng phải thực hiện cái quan điểm là thích ứng, an toàn, linh hoạt, có hiệu quả, phòng chống dịch có hiệu quả như là Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, thì tất cả các cái ngành nghề chúng ta phải có cái thích ứng để làm sao ấy, vừa phòng chống được dịch nhưng mà vừa vẫn phải hoạt động được. Chứ còn chúng ta cứ đắm thì nó ảnh hưởng hết đến cái nền kinh tế. Và như tôi nói là thẩm mỹ viện mà đóng thì cũng ảnh hưởng tới cái việc mà chăm sóc, làm đẹp rồi chăm sóc sức khỏe cho chị em. Thì như vậy chúng tôi nghĩ rằng là nó có thể ở trong cộng đồng có những cái F0, có những người bị lây nhiễm, thì chúng ta cũng có thể bị lây nhiễm nếu như chúng ta không phòng bệnh tốt. Thì cái quan trọng chúng ta phải phòng bệnh tốt trước tiên cho bản thân, để chúng ta không phải là cái người mà bị nhiễm Covid-19, thì chúng ta phòng bệnh được cho gia đình và chúng ta phòng bệnh được cho cộng đồng. Và đối với chị em thì tôi cũng nghĩ rằng là ngoài cái biện pháp 5K, lưu ý những cái đặc thù như đã nói một số các cái lần trước ấy, là chị em là những người chăm sóc sức khỏe cho gia đình, vấn đề mua hàng, phòng chống dịch qua cái việc lây lan qua cái hàng hóa làm sao, vấn đề mua sắm các cái chất khử khuẩn, khẩu trang cho con gái, cho ông chồng chẳng hạn. Thế rồi vấn đề ăn uống, nâng cao thể trạng cho gia đình để mà chúng ta cùng chung cái phòng bệnh Covid-19 cho cả gia đình. Vâng ạ. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều chị em quan tâm, đó là những chị em phụ nữ hoặc là những bà mẹ mà có con nhỏ đó. Con nhỏ ví dụ như họ vừa sinh xong hoặc là con nhỏ ở 1-2 tuổi, thì họ có đặt ra câu hỏi rằng là họ cần có những lưu ý gì để giữ an toàn sức khỏe cho con của mình. Cái trước tiên ấy, thì tôi muốn nói rằng là nếu như dịch mà nó ổn định, nó không nhiều, thì trẻ con cái đối tượng nó không bị nhiễm nhiều như là người lớn. Bởi vì người lớn có đi lại, có tham gia các hoạt động, trẻ em phần lớn ở nhà. Và cái việc thời gian qua thì trẻ em nó có lây nó không nặng. Nhưng mà chúng ta phải phòng bệnh cho nó. Muốn phòng bệnh cho nó, trước tiên phòng bệnh cho mình. Thế còn cái việc thứ hai là khi phòng bệnh cho các cháu thì như thế nào? Thì chúng ta đi ra ngoài thì cũng phòng bệnh như những cái 5K như người bình thường thôi. Thế còn là trong quá trình mà chúng ta theo dõi sức khỏe, cháu có những cái dấu hiệu bất thường, đặc biệt là cháu có dấu hiệu ho sốt, thì cần phải đi đến hoặc là cơ sở y tế, hoặc là chúng ta xét nghiệm xem là cháu có bị nhiễm Covid-19 hay không. Thế còn lứa tuổi lớn hơn ấy, là tôi quan tâm nhất là vấn đề các cháu đi học. Bởi vì các cháu đi học mà các cháu bị nhiễm ấy, thì nó sẽ lây ra cho các cái cháu khác. Và không phải một cháu bị cách ly, một cháu bị nghỉ học, cả cái lớp đấy nó có thể bị cách ly, bị nghỉ học. Nên là chúng ta phòng bệnh cho các cháu để giữ cho bản thân,
các cháu cho gia đình, nhưng mà nếu mà các cháu đến tuổi đi học thì các cháu cũng phòng bệnh cho cộng đồng. Và rõ ràng rằng là cha mẹ nào hiện nay cũng lo cho con cái đi học có bị nhiễm Covid-19 hay không. Và nếu như phòng bệnh cho con mình thì ai cũng phòng bệnh được cho con mình tốt, thì nó cả cái khối cộng đồng trong trường học không bị dịch chẳng hạn. Cũng là một vấn đề xoay quanh trẻ con nhỏ như vậy, thì có nhiều chị em phụ nữ đang không biết rằng là dấu hiệu để có thể nhận biết được rằng là con của mình có bị nhiễm Covid-19 hay không thì nó có gì khác so với người lớn, hoặc là có những cái dấu hiệu đặc biệt gì không ạ? Tôi nghĩ rằng nó cũng không có những cái dấu hiệu gì đặc biệt. Nó thường thì trước tiên tôi muốn nói lại là các cháu ít đi lại thì nó đỡ hơn, nhưng mà khi mà dịch nó lây trong cộng đồng nhiều như thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì các cháu cũng là cái đối tượng lây trong gia đình. Đấy là cái mà cũng bị lây. Nhưng cái thứ hai là cái dấu hiệu ho sốt. Nó cũng là cái dấu hiệu điển hình của trẻ mắc hoặc khó thở vân vân. Thì đấy là những cái dấu hiệu chỉ điểm mà chúng ta có thể là phát hiện. Nên còn khi mà trong một gia đình mà có người mà nhiễm Covid-19 rồi, hoặc là các cháu đi đâu, các cháu tiếp xúc với nguy cơ thì mình cũng phải theo dõi xem là con mình, cháu mình nó có bị nhiễm Covid-19 khi mà tiếp xúc với nguy cơ đó hay không. Đối với trẻ nhỏ thì chắc là chúng ta cần phải sát sao hơn với những người lớn, bởi vì có khi là các em cũng chưa biết được là nói rằng là trong người mình khó chịu ở đâu hay như thế nào, đúng không ạ? Đúng, chính do vậy, mình phải phát hiện cho cháu, dạ, chứ cháu không thể phát hiện. Dạ đúng rồi, chính vì vậy mà phụ huynh cần phải sát sao hơn đối với em nhỏ của mình, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì có rất nhiều những thắc mắc thêm trên các trang thông tin điện tử, đó là người được tiêm vaccine đầy đủ thì khả năng nhiễm bệnh thấp hơn những người khác, thế nhưng mà vẫn có thể mang mầm bệnh lây nhiễm cho người khác. Và đây là điều khiến không ít chị em lo lắng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ. Vậy thì bác có thể nói chính xác hơn để cho chị em đỡ hoang mang về vấn đề đó là những người đã được tiêm vaccine thì vẫn có khả năng mầm bệnh lây nhiễm, đúng không ạ? Tôi muốn nói rằng có những vaccine ấy, hiệu quả nó rất cao. Tiêm một lần là có thể được miễn dịch suốt đời. Nghĩa là tiêm rồi không mắc bệnh nữa. Ví dụ như sởi chẳng hạn, hoặc là bại liệt uống chẳng hạn, hoặc ngày xưa đậu mùa. Nhưng vaccine Covid-19 ấy, thì cái hiệu quả phòng bệnh nó chưa được như mong muốn. Có những vaccine người ta tuyên bố rằng hiệu quả trên 90%, nhưng có những vaccine hiệu quả 60-70% thôi. Nhưng mà và cái việc tiêm rồi vẫn có thể bị nhiễm, như trong thời gian qua các bạn biết ấy, là có những người mà nước ngoài đành như ở Việt Nam ấy, là tiêm rồi vẫn cứ bị nhiễm Covid-19. Nhưng mà cái điều quan trọng là nhiễm người ta mặc là không có triệu chứng, hai là triệu chứng rất nhẹ và người ta không phải đi bệnh viện, và như vậy cái nguy cơ tử vong sẽ không có. Nó có thể là như là bệnh cúm đấy chẳng hạn, anh sốt rồi anh ho, nhưng mà anh nghỉ vài ngày xong anh lại có thể là sức khỏe lại bình thường. Nên là tôi khuyên rằng một lần nữa, tôi khuyên rằng là chị em cần phải đi tiêm vaccine. Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì đối tượng trẻ em nào thì sẽ có nguy cơ khi mà mắc Covid-19 thì sẽ có diễn tiến nặng hơn, cũng như là những phương pháp điều trị riêng không ạ? Cái mà trẻ em có nguy cơ vẫn cứ quay lại cái yếu tố trẻ em có bệnh nền. Đặc biệt là vấn đề trẻ em béo phì. Trẻ em bị tiểu đường, tất nhiên là tiểu đường của trẻ em ít hơn, nhưng trẻ em béo phì thì nhiều. Thế rồi trẻ em bị các cái bệnh bẩm sinh, ví dụ như bệnh tim bẩm sinh, bệnh máu, rồi các cái bệnh đau vân vân. Thì đấy là chúng ta lại quay lại những cái trẻ em gọi là mắc bệnh nền, thì cái nguy cơ bị nhiễm thì thường nặng hơn. Thế còn cái điều trị của trẻ em thì nó lại căn cứ vào cái diễn tiến của bệnh nhân nhi nó khác bệnh nhân người lớn, để người ta tiến hành điều trị có những cái phù hợp. Thế còn hiện nay chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu của Covid-19 cũng như là thuốc điều trị cho trẻ em riêng, thì cái này là do cơ sở y tế, bệnh viện người ta có những cái điều trị sao cho nó phù hợp. Dù là trẻ em hay là người lớn, phụ nữ hay là nam giới hay là người già người trẻ thì đều có cái nguy cơ nhiễm Covid cao hơn nếu như chúng ta mang bệnh nền, đúng không ạ?
Dạ vâng ạ. Và hiện tại thì ở nước ta vẫn chưa triển khai cũng như là chưa có vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Vậy thì có rất nhiều những cha mẹ đang hoang mang về điều này. Vậy thì cha mẹ cần phải làm gì để bảo vệ con em của mình một cách an toàn cũng như là hiệu quả trong mùa dịch ạ? Trước tiên tôi muốn nói, dịch nó mới xảy ra gần 2 năm. Mà muốn một cái vaccine đưa vào sử dụng cho một đối tượng nào, người ta phải thử nghiệm lâm sàng. Trong cái giai đoạn đầu, người ta chủ yếu là cho cái đối tượng 18 tuổi trở lên. Thế còn hiện nay là người ta đã có những cái nghiên cứu, những cái thử nghiệm cho có những cái vaccine cho trẻ em. Và họ cũng ở các cái lứa tuổi thử nghiệm nào người ta thấy rằng là an toàn, nếu hiệu quả thì người ta mới chỉ định tiêm. Các cái vaccine ở trên thế giới đã đưa ra sử dụng, các vaccine đã nhập vào Việt Nam không phải rằng là đều có những cái chỉ định của nhà sản xuất tiêm cho trẻ em, nhưng cũng đã có những cái vaccine tiêm cho trẻ em từ 12 đến trở đi đến 18 tuổi, và cũng có vaccine là tiêm cho lứa tuổi nhỏ hơn, có thể 2-3 tuổi. Thì trong thời gian tới thì Việt Nam chúng ta có những cái vaccine, nhập những cái vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 cho đến 17. Và Bộ Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch để tiêm vaccine cho trẻ em. Và trước mắt thì tiêm cho cái đối tượng 16, 17 tuổi trước, bởi vì những đối tượng đó cho rằng họ đi lại nhiều, khả năng lây nhiễm nhiều, thì chúng ta tiêm cho cái đối tượng đó trước. Và khi mà có đầy đủ vaccine thì chúng ta tiêm cho những đối tượng, đặc biệt là đối tượng từ 12 đến 17. Mà có vaccine tuổi nhỏ hơn thì chúng ta lại cũng tiêm cho tuổi nhỏ hơn. Và ví dụ như là vaccine Pfizer chẳng hạn, đã tiêm được cho từ 12 đến 17 tuổi. Bên cạnh đó thì có rất nhiều cha mẹ đang quan tâm rằng là việc chăm sóc cũng là điều trị cho bệnh nhân nhi thì có đặc thù hay là đặc trưng riêng không ạ? Bởi vì có nhiều người thì họ nghĩ rằng là con của họ sẽ có những cái phương pháp điều trị khác so với người lớn, bởi vì trẻ con thì vẫn đang cần có những quá trình để phát triển, thì họ sợ là trong quá trình điều trị đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tương lai của trẻ con. Tôi muốn nói rằng là Covid-19 chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Và cái điều trị này là phần lớn là theo những cái diễn tiến của bệnh, theo triệu chứng. Và đối với đặc biệt trẻ em nhi thì chúng ta cũng phải có những cái thuốc, những cái liều điều trị cho đối tượng bé. Đối tượng điều trị nhi nó khác đối tượng người lớn. Thì người ta căn cứ vào những cái diễn tiến của bệnh của trẻ nhỏ, và người ta có những cái điều trị nó phù hợp. Thế còn hiện nay cũng chưa có một cái thuốc gọi là thuốc nào lần này là điều trị cho bé, thuốc này điều trị cho người lớn một cách đặc hiệu trong cái phòng chống Covid-19. Thế còn chắc chắn rằng là khi mà hiện nay thì trẻ bị bệnh thì thường nó nhẹ hơn. Nhưng mà còn nếu mà trẻ bị nặng thì nó cũng có những diễn tiến phức tạp, bởi vì đấy là những đối tượng nó quá nhỏ. Vâng ạ, họ sẽ chia đối tượng để có thể có những cái phương pháp điều trị khác nhau đúng không ạ? Dạ vâng ạ, để trước khi khép lại cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, là rất nhiều những chị em đang muốn lắng nghe lời khuyên cũng như là lời chia sẻ của ông về trạng thái bình thường mới, thì sự an toàn của trẻ con rất là quan trọng. Và bây giờ ông có thể gửi lời khuyên tới cho chị em để họ có thể yên tâm hơn chăm sóc con nhỏ của mình ạ. Trước tiên thì tôi muốn nói rằng trạng thái bình thường mới là chúng ta chấp nhận là có những ca mắc trong cộng đồng, hay muốn nói rằng là không zero Covid. Và như vậy thì cái bình thường mới nó phải khác những cái bình thường cũ, nghĩa là chúng ta phải luôn luôn đặt cái tư thế là phòng bệnh. Cái việc mà phòng bệnh chung là vấn đề 5K. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng là đối với phụ nữ là những người thiên chức làm mẹ, làm vợ, thì chúng ta cần có những cái ứng xử trong những cái tình hình mà dịch Covid-19 nó vẫn còn diễn biến phức tạp. Ví dụ như là vấn đề phòng bệnh cho mình, phòng bệnh cho con. Cho con đây không phải là con
phim đã ra đời, kể cả con cho thai nhi, nghĩa là trong phòng bệnh cho thai nhi, thế rồi phòng bệnh cho gia đình, phòng bệnh không những về vấn đề thực hiện 5K còn là vấn đề ăn uống cho gia đình. Và đặc biệt ấy, tôi cũng mong rằng là phải tiêm vaccine để mà làm sao là mình có nhỡ ra mà mắc nhiễm Covid-19 thì nó cũng là nhẹ hơn. Thế và đối với bà mẹ thì không những là cái việc mà phát hiện những cái bệnh tật nói chung của mình trong đó có nhiễm Covid-19 mà còn phải trách nhiệm theo dõi sức khỏe của con, rồi phát hiện những cái bệnh tật mà khi có để mà chúng ta ứng xử trong cái tình hình mới. Thế còn đối với cái khi mà chúng ta đã sang cái bình thường mới thì các cái hoạt động nói chung, trong đó có hoạt động đi thẩm mỹ viện, thì đấy nó cũng là cái nhu cầu. Và chúng ta, tôi nhắc là chúng ta cần thực hiện cái muốn đẹp thì phải khỏe, nhưng muốn khỏe thì phải phòng bệnh. Mà phòng bệnh ở đây là trước tiên là thực hiện 5K, thế rồi thực hiện đúng đến cơ sở làm đẹp theo cái quy trình. Mà đối với thẩm mỹ viện Ngọc Dung thì đã có một quy trình hết sức khoa học và chặt chẽ, chúng ta hãy tuân thủ để làm sao chính đấy là phòng bệnh được cho khách hàng, phòng bệnh cho cơ sở thẩm mỹ viện, nhưng đồng thời chính là phòng bệnh cho bản thân chúng ta. Mà phòng bệnh này cho bản thân ta này cũng là phòng bệnh cho gia đình, phòng bệnh cho con cái ta, để làm sao cả cộng đồng bước vào một cái cuộc sống bình thường mới, không phải là giãn cách, không phải đóng cửa như là cái thời gian vừa qua. Dạ vâng ạ. Chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu cũng đã khép lại chủ đề 3 của chúng ta ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ vì đã nhận lời đồng hành cùng với chuỗi sự kiện, chuỗi tọa đàm cùng với Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Và một lần nữa xin được chúc ông có thật nhiều sức khỏe và hy vọng là vẫn nhận được sự đồng hành của ông trong những chuỗi sự kiện tiếp theo cùng với Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung ạ. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi cũng như đồng hành cùng với chuỗi tọa đàm cùng với Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Và để theo dõi lại một trong 3 chủ đề thì quý vị vui lòng truy cập fanpage Ngọc Dung Beauty hoặc web www.thẩmmyvienngocdung.com để theo dõi lại cũng như cập nhật những kỹ năng và kiến thức về phòng chống Covid-19, sống chung với Covid-19 một cách an toàn nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!